Xin chào tất cả em đã đến với kênh Béo GP. Và hôm nay chị em chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 26 tây tháng 9 năm 2019 để xem có những đơn hàng nào dễ thương nha. Và đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hồng Ngọc cùng với bạn Lê Hồng Ngân. Đơn hàng 466.000 nha các em. Đây các em, các em cùng nhầm ngắm nhìn đơn hàng khủng của bạn nha. Rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ bước vào phần chi tiết nha. Và đây đầu tiên sẽ là một chiếc giường nha các em. Đây có nệm nè, có gối đầu, gối ôm cho búp bê ha. Đây rất là dễ thương, một chiếc giường cho búp bê như thế này là 60.000 nha, cực kỳ dễ thương luôn. Và tiếp đến thì bạn có mua là 10 chiếc váy đơn giản nha các em, mình cùng nhau đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 chiếc nha. Mỗi chiếc váy như vậy là 3.000, cực kỳ xinh luôn các em ơi, dễ thương lắm, đủ màu sắc luôn ha. Sẽ là hai chiếc cài tóc thật là xinh xắn cho búp bê, mỗi chiếc là 5.000 nè. Còn có cả là một cô nàng búp bê mắt đá, tóc tím rất là đẹp ha, tóc tím hồng rất là đẹp luôn. Đây trong bộ váy rất là sành điệu, 35.000 một cô búp bê mắt đá này nha. Tiếp theo phụ kiện mới thì bạn có mua là nè, hai bịch phụ kiện vương miện nha các em. Đây một vương miện có hạt luôn ha, còn một vương miện đây là không có hạt nha. Hai bịch phụ kiện vương miện, còn có cả là bốn bịch phụ kiện mới có vòng cổ, vòng tay đầy đủ nha các em. Bông tai nữa rất là dễ thương ha, mỗi bịch như vậy là 5.000. Hai cây bút nước nè các em, mỗi cây là 15.000 nha, một cây màu vàng và một cây màu đỏ, có là so mặt cười rất là dễ thương ha. Bạn còn có mua cả nón lá cho búp bê nữa nè các em, một nón lá như thế này là 12.000 nha. Về phần bút thì bạn có mua là hai cây bút Galaxy nè, dâu và thơm. Tiếp đến sẽ là hai cây bút lá nè các em ơi, dễ thương quá chừng luôn. Đây rồi còn có cả là hai cây bút hoa và hai cây bút vợt ha. Đây rất là nhiều luôn, hai bút vợt, hai bút hoa, hai bút lá, hai Galaxy, rất là dễ thương, mỗi cây chỉ có 5.000 thôi, cực kỳ xinh luôn. Ngoài ra thì bạn còn có mua cả bút đèn nữa nè các em, một đèn hình người nè, wow chói quá, và một đèn hình để chị đổi cho em cây khác nha, cây này nó không bị cháy. Và đây lại thêm một cây nữa, nó bị gì thế nhỉ? À cháy rồi nè. Wow, để chị tắt, mở lên. Tắt, mở lên. Wow, và cháy bình thường nha. Đây là cây bút mặt cười nè và cây bút đèn rất là chói luôn, mỗi cây là 9.000 nha. Tiếp đến thì bạn cần có mua ba lô cho búp bê này các em ơi, một ba lô Hello Kitty và một bông hoa ha, rất là dễ thương. Nói chung là màu rất là sáng và đẹp nha. Búp bê đi chơi thỏa thích luôn. Đây là ba lô, một ba lô có cả móc khóa luôn, 15.000 một ba lô. Còn có cả bút nước ngọt nữa này các em. Đây, vừa là bút vừa là móc khóa luôn nha, cực kỳ dễ thương ha. Đây, wow, mở ra nó là một cây bút nha, khi mà đóng lại thì nó là một cây móc khóa treo lủng lẳng, rất là dễ thương, mỗi cây là 7.000 nha. Tiếp đến thì còn có gom dép nè các em. Đây, kính thưa các loại gom dép luôn ha. Đây là gom dép hổ nè, gom dép gấu panda và có hai chú ếch, cực kỳ xinh luôn, mỗi gom dép như vậy là 6.000. Tiếp đến còn có là giày ha. Đây, bạn mua là 2, 4 và 6, 6 bịch giày, 6 kiểu khác nhau luôn, có đầy đủ tất cả các kiểu giày ha, cực kỳ xinh, mỗi bịch là 5.000. Bạn còn có mua cả là móc cho búp bê nữa nè, móc áo đó, một bịch là 3.000 nha, bạn mua 2 bịch. Và cuối cùng đây sẽ là một vị phụ kiện ha, cuối cùng trong đơn hàng của bạn sẽ là một vị phụ kiện. Wow, túi xách rất là nhiều loại luôn, có cả lược nữa nè các em, túi thì rất là đẹp ha. Đây, có cả là, đây có cả là ha, điện thoại nữa nè, rất là nhiều luôn. Một vỉ như vậy là 80.000, các bạn tiết kiệm được là 20.000 khi mua vỉ phụ kiện này nha. Và tiếp theo sau đây, bé cha Bảo Ngọc ơi, đây là đơn hàng của mẹ Trâm tặng cho bé Bảo Ngọc, đơn hàng 113.000 nha. Wow, một hộp bút và nước màu hồng này các em, rất là dễ thương. Wow, nó rất là lấp lánh ha, có cả nàng công chúa tiên cá nữa nè. À, hộp bút này có hai ngăn nha, đây là một ngăn, đây là ngăn thứ hai ha, rất là to cho các em thỏa sức đựng luôn á. Ở phía sau á, nếu mà có dơ thì mình có thể giặt được ha, còn phía nước thì lấp lánh kim tuyến, rất là đẹp luôn. Hộp bút như thế này chỉ có 80.000 thôi các em, cho các em đựng bút được rất là nhiều ha, rất là đẹp luôn. Và đây sẽ là đơn hàng của bé Bảo Trâm, đơn hàng 231.000 nha. Đầu tiên bạn có mua là một bộ kit làm xì lam nha, 12 nguyên liệu làm được 5 loại xì lam khác nhau ha. Đây bộ kit này là 30.000, chơi cực kỳ vui nha. Tiếp đến sẽ là một hũ keo sữa 15.000 nha các em, 100 hũ xì lam, cực kỳ lấp lánh luôn, dễ thương lắm luôn, to lắm luôn và dễ thương cực kỳ, 5.000 nha. Một chiếc ba lô cho búp bê nè các em, rất là đẹp ha, ba lô thêu 15.000. Bạn còn có mua dù cho búp bê nữa nè, cây dù nhỏ 8.000 nha. Đây mình mở lên rất là đẹp luôn á. Đây cây dù 8.000 nhưng mà rất là đẹp luôn các em. Tiếp đến sẽ là một cây gom khúc nha các em. Đây cây gom khúc có hình tai thỏ rất là đẹp luôn nha. Cây gom này á, là 7.000. Một bịch kim tuyến giấy ha, 5.000, rất là đẹp luôn á.
và bạn còn có mua là một lốc màu thực phẩm luôn nè các em, 14.000 nha, 5 chai. Cuối cùng trong đơn hàng của bạn còn có là vị phụ kiện 87.000 nè các em, có đầy đủ tất cả các đồ dùng của búp bê luôn nha, có giá đỡ nè, váy 3.000, mắt kính, qua có chén nè, tô mì, tập sách chữ búp bê, đồ bơi rất là đẹp ha, một bộ đồ bơi rất là đẹp luôn, một tấm thảm chiều chân, một bịch phụ kiện túi sách, phụ kiện cũ nè, laptop chị nói rồi ha, tiền nè, mắt kính, giày. Wow, có một chiếc cày rất là đẹp, cái cày cho búp bê ha, phụ kiện mới ha. Rồi còn có là cả móc nè, ly chai nè, ly và chai nè. Còn có cả một túi xách rang cho búp bê luôn, rất là đẹp ha. Đây, túi xách rang, rất là đẹp luôn. Một vỉ phụ kiện như thế này rất là nhiều đồ cho búp bê luôn mà có 87.000 đó các em, rất là rẻ ha. À, đơn hàng của bạn chưa hết đâu nha, còn một cây bút nước nữa. Đây, cây bút nước lò xo rất là dễ thương ha, hình mặt cười nữa, 15.000 nha em, rất là đẹp luôn. Và Nguyễn Đình Cường ơi, đây là đơn hàng 118.000 của mình đã đến nè. Và đây một đơn hàng bút khổng lồ luôn một đơn hàng khủng bút các em ơi. Đây là bút chì kim nha, đây hình chì hình trái tim ha, hai cây màu xanh lá, hai cây màu hồng, hai cây màu xanh dương, hai cây màu tím, và có hai chì cuộn băng nè, và có cả hai chì Hello Kitty nữa, tất cả đều là chì kim hết ha. Mình có 12 cây, mỗi cây là 5.000 hết tất cả nha các em. Theo đây bạn còn đặt là một bịch mắt BTS 25.000 nữa nha. Bịch mắt này là bịch mắt khô nha các em, không có nước bên trong nha, 25.000. Tiếp đến sẽ là đơn hàng của chị Đặng Thị Soan, 244.000. Đầu tiên sẽ là hai cây bút mặt cười ha, hai cây bút lò xo, bút nước á các em, rất là đẹp luôn, 15.000 một cây nè. Và tiếp theo sau đây sẽ là một hộp Hello Kitty, và trong đây có những gì chị em chúng ta cùng mở ra xem nha. Và đây rất là đẹp luôn ha, những cái chuỗi ha, những chuỗi giống như chuỗi ngọc trai vậy các em, rất là dễ thương ha. Đây là những cái sợi dây để cho mình sâu hạt nè, những cái hạt bông hoa rồi đủ sắc màu luôn, rất là đẹp luôn ha. Nhìn rất là nhiều hình, có cả hình trái tim nữa để cho mình sâu hạt để đeo tay á các em, để đeo làm vòng tay á. Một trang sức hạt như thế này là 41.000, có kèm theo cái hộp Hello Kitty cực kỳ dễ thương nha các em nha. Và tiếp theo sau đây sẽ là một hộp nhẫn nha, rất là đẹp luôn. Đây có tất cả các loại nhẫn luôn, cực kỳ xinh nha, có cả nhẫn trái tim nữa nè. Wow, rất là nhiều luôn, lấp lánh, wow, chói lọi luôn á các em. Một hộp nhẫn như thế này á là 140.000 nha, có hoa đồ nữa, rất là đẹp luôn ha. Baby B ơi, đây là đơn hàng 153.000 của mình nè. Đầu tiên thì mình có mua là 4 chiếc lắc tay BTS nha. Đây, chị lấy 4 kiểu khác nhau cho em luôn nha, rất là đẹp ha, có cả hình BT21 nữa, rất là dễ thương. Mỗi lắc tay như thế này là 15.000 hết đó các em, rất là dễ thương luôn. Ding 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 ding, có cả vòng tay Hello Kitty nữa nè các em, rất là dễ thương ha. Rồi dây cũng rất là đẹp luôn, mỗi lắc tay vòng tay Hello Kitty như này cũng là 15.000 một lắc tay đó các em, cực kỳ dễ thương luôn. Và bạn còn mua cả dây chuyền nữa nha, dây chuyền cũng BTS luôn ha, một mặt tròn và một mặt vuông, cực kỳ xinh ha, mỗi sợi là 15.000 luôn. Và đây là đơn hàng của Nguyễn Thị Luyến, đơn hàng 203.000. Đầu tiên mình có mua là một búp bê mắt đá ha, rất là dễ thương nè, váy màu hồng có kim tuyến ha, có cả ren ở dưới nữa, đôi giày rất là đẹp, tóc trắng hồng, xinh ơi là xinh, 35.000. Còn có cả một cô nàng tiểu thư 47.000 nè các em, rất là xinh luôn á. Cô ta còn đeo thêm là một chiếc túi nữa nè, túi xách rất là to luôn, rất là đẹp ha. Váy thì ống ánh nè, tóc highlight rất là dễ thương, màu đỏ và màu xanh ha, có đeo cả vòng cổ nữa. Búp bê tiểu thư này là 47.000 nha các em, rất là xinh luôn á. Bạn cần có mua là một vỉ giày 17.000, 12 đôi nè các em, cực kỳ xinh ha, dễ thương không nè, có đầy đủ tất cả các loại giày luôn nè. Bạn mua hai bịch phụ kiện 5.000 thì sếp lấy một là phụ kiện mới có vòng cổ vòng tay và một bịch phụ kiện túi xách cho bạn ha, rất là dễ thương, mỗi bịch cũng chỉ có 5.000 thôi. Tiền thì bạn có mua là 5 bịch nè các em ơi, rất là dễ thương ha. Đây có đầy đủ luôn, tờ 100, tờ 10.000, tờ 5.000, tờ 200 và tờ 20.000, 2.000 một bịch thôi. 3 bịch móc cho búp bê này các em ơi, dễ thương không? Mỗi bịch là 3.000. Tiếp đến còn có cả hai cái chiếc laptop cực kỳ xinh cho búp bê luôn nha. Rồi mỗi chiếc laptop là mỗi cái khung cảnh và mỗi cái hình khác nhau á, cực kỳ đẹp luôn á các em. Mỗi laptop như vậy chỉ có 5.000 thôi. Tiếp đến sẽ là một bộ váy cưới cho búp bê này các em ơi, dễ thương không? Rất là lấp lánh ha. Đây có một chiếc nơ ở chính giữa nữa, áo ống nha. Wow, còn có chấm bi màu hồng ở trên ren nữa, rất là đẹp ha. Còn có cả lớp cô dâu nữa nè, một bộ váy cưới cô dâu như thế này là 32.000 nha các em. Và các em ơi, đơn hàng dễ thương vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình cái video kiểm tra đơn hàng của ngày 26 tây tháng 9
năm 2019 của kênh Bếp GP rồi nha. Các em hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng kênh Bếp GP, và đừng quên xin phép ba mẹ để đặt hàng nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, những hàng mới nhất, và cũng như là xem theo dõi những bạn đặt hàng để mình từ đó có kinh nghiệm, rút ra kinh nghiệm để đặt hàng như online như thế nào là dễ thương ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em nha.